Nguyễn Huỳnh Kim Duyên trong một thiết kế của nhà thiết kế Lê Thanh Hòa. I was losing my mind, told them I'm fine, wish I was sober. We were just 21, nothing was wrong with our future. But when I'm alone, feel like a stone, nothing can hurt me. I live in a dream, I want to be seen before this thing ate me. They don't know nothing. No, they don't know nothing. What it's like to be seen through magazines, never feeling real. I'm a camera girl in a camera world. I'm a camera girl. Vâng, và 9,5, 9,5, 9,9 là điểm số mà giám khảo bên dưới dành tặng cho thí sinh Nguyễn Huỳnh Kim Duyên. Thưa quý vị, thực ra đó là một sự giả định vui từ Ngọc Diễm thôi. Tuy nhiên chị tin rằng với sự biểu diễn này thì thành tích của em sẽ rất là tốt, đặc biệt là trong cái phần thi Evening Gown. Và ngay bây giờ Ngọc Diễm xin mời chủ nhân của thiết kế này. Nãy giờ anh quan sát, anh ngơ ngác, không biết anh ngơ ngác vì điều gì. Và Diễm tin rằng anh có rất là nhiều cảm xúc. Xin được mời nhà thiết kế Lê Thanh Hòa cùng lên sân khấu và giao lưu với tất cả mọi người ạ. Thưa quý vị, nhà thiết kế Lê Thanh Hòa là một người anh lớn của Diễm. Và anh lúc nào cũng rất là khiêm tốn, lúc nào cũng rất là ngọt ngào. Và lúc nào cũng là một cái chỗ dựa cho bất cứ những ai mà mong muốn là gửi gắm hình ảnh của anh. Và đặc biệt là trong những cuộc thi quốc tế. Và anh là tuyết người mà anh tự nhận rằng là anh làm chứ anh ít nói. Nhưng hôm nay thì anh lại phải nói đó. Bởi vì Diễm rất là muốn biết những cảm nhận của anh khi mà anh thiết kế bộ trang phục này dành cho Kim Duyên. Anh có thể chia sẻ với mọi người được không? Thực sự khi mà nhận lời đồng hành cùng với Duyên trong cái cuộc thi lần này thì cũng rất là áp lực. Bởi vì khi mà cả nước Việt Nam mình như là thành phố Hồ Chí Minh đang trong cái giai đoạn lockdown thì mọi thứ nó gặp rất là nhiều khó khăn. Hòa và Duyên và ekip cũng có chỉ là làm việc qua những cái tin nhắn, gọi điện thoại và trao đổi với nhau qua tin nhắn là chủ yếu. Và không biết là có hoàn thành kịp để mà giúp cho Duyên có được cái những cái bộ đồ để Duyên mang đi thi hay không. Thì nhưng mà cũng cũng quyết định là sẽ đồng hành với Duyên, bởi vì hai anh em cũng đã có cái duyên từ cuộc thi ở Việt Nam, cho nên là sẽ đồng hành với Duyên trong lần này. Và trong cái quá trình làm việc thì Hòa cũng lắng nghe và mong muốn và tìm hiểu những cái ước muốn của Duyên để có một cái bộ trang phục để Duyên có thể tự tin và Duyên mang đến với cuộc thi lần này. Và những cái bộ trang phục mà Hòa làm lần này thì chủ yếu là lấy cái hình ảnh của Kim Duyên, từ quê hương Kim Duyên, từ những cái sóng nước, những cái niềm ước ao của một cô gái đang tuổi đôi mươi có một cái niềm khát khao cháy bỏng là muốn đem cái nhan sắc của mình, đem cái sự tự tin của mình chinh phục cái đấu trường nhan sắc lớn nhất thế giới. Thì những cái bộ trang phục thì chủ yếu là khoe lên những cái nét quyến rũ gợi cảm của Kim Duyên, tại vì Kim Duyên đã cất công tập luyện rất là khổ cực để có được một cái thân hình đẹp như ngày hôm nay. Thì những cái thiết kế sẽ tôn lên hết nấc hết cỡ cái vẻ đẹp nóng bỏng của Kim Duyên, và những cái bộ trang phục sẽ đính kết rất là nhiều để tạo nên cái hiệu ứng sân khấu và tạo nên một cái Kim Duyên rất là sexy, rất là quyến rũ và rất là đẳng cấp.
Như vậy là anh kỳ vọng là hình ảnh Kim Duyên trong bộ trang phục này và trên sân khấu của Miss Universe là vừa sexy nè, vừa quyến rũ nhưng mà cũng không kém phần đẳng cấp đúng không ạ? Và với phần trình diễn vừa rồi anh đã thấy được cái điều đó trong từng bước đi, trong ánh nhìn và trong cái lắc tóc của Kim Duyên chưa? Thực sự thì lúc mà từ hôm bữa giờ thì cũng đã theo dõi Duyên qua fitting và cũng đã cắt quốc nó nhiều lần, nhưng mà hôm nay thực sự khi mà ngồi ở dưới thì khi mà Duyên bước lên ra sân khấu với cái bộ đồ thì mình cũng cảm thấy rất là xúc động. Ý là cái cảm xúc nó cũng rất là khó tả, bởi vì Duyên đã cố gắng hết sức và hôm nay Duyên chính là Duyên, và hy vọng là Duyên sẽ làm nên một cái kỳ tích, mang về một cái dấu ấn tốt đẹp cho Việt Nam. Xin cảm ơn Lê Thanh Hòa những chia sẻ của anh. Và Duyên ơi, trước tình cảm và sự tận tâm chu đáo của anh Lê Thanh Hòa trong thiết kế, mà thiết kế này nó gắn liền với là quê hương sông nước của em cảm thấy như thế nào? Và lúc nãy em đi những cái bước đi trên sân khấu cho mọi người cùng chiêm ngưỡng trong cái bộ trang phục này, thì em mong muốn là đem đến cái phần thể hiện nó mang màu sắc như thế nào để giới thiệu cho mọi người về phụ nữ Việt Nam, vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam, và đặc biệt là thông qua thiết kế này? Thật sự thì khi mà lần đầu tiên em nói chuyện với anh Lê Thanh Hòa, em mong muốn là anh Hòa sẽ làm đồ cho em để cho em tham gia vào Hoa hậu Hoàng Vũ, vào bán kết và chung kết. Thì thật sự lúc này, ngay thời điểm đó là anh Hòa đang lockdown và anh em cũng chỉ gặp nhau online thôi, mọi thứ nó rất là khó khăn. Nhưng mà anh Hòa nhận lời ngay, và thật sự ngay cái gật đầu tiên của anh Hòa làm em cảm thấy rất là biết ơn, rất là trân trọng cái tình cảm này. Và khi mà em nói với anh Hòa những cái mong muốn của em, khi mà em muốn mang một cái hình ảnh người phụ nữ Việt Nam, mặc dù ở bên trong mềm mại nhẹ nhàng nhưng mà ở bên ngoài sẽ rất hiện đại, tự tin, cá tính, sexy, thì anh Hòa gửi cho em những cái bản mẫu vẽ là em cảm thấy rất là phù hợp với ngay với bản thân mình. Và thật sự là khi mà mặc lên bộ dạ hội ngày đầu tiên fitting là em cảm thấy đây chính là những cái gì mà tất cả tình cảm của anh dành cho em. Và em thật sự khi mà trình diễn, em cũng muốn mọi người hiểu đây là người con gái Việt Nam, tất cả những gì tự hào nhất, đẹp nhất của người phụ nữ Việt Nam mình sẽ mang ra đấu trường Hoàng Vũ thế giới. Và em cảm thấy bao nhiêu tự tin trong bộ trang phục này? Dạ, nếu như mà ở mức 100% thì chắc phải em phải tự tin 200% chị ạ. Gấp đôi đúng không? Xin được chúc mừng cho sự hợp tác Kim Duyên và nhà thiết kế Lê Thanh Hòa. Và ngay bây giờ Ngọc Diễm xin mời Kim Duyên sẽ gửi tặng cho nhà thiết kế Lê Thanh Hòa một đóa hoa tươi thắm thay cho lời cảm ơn chân thành vì tình cảm cũng như là một bộ thiết kế rất là đẹp của anh giúp Kim Duyên tỏa sáng tại đấu trường quốc tế. Cảm ơn anh Lê Thanh Hòa một lần nữa, và xin được chúc mừng Kim Duyên đã chọn ra được bộ trang phục sẽ đồng hành cùng với mình trong một phần thi quan trọng. Và bây giờ xin mời em quay vào bên trong để chuẩn bị cho phần xuất hiện tiếp theo nhé.